Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kha kinh kệ Phật pháp rộng sâu rất nhiều màu. Trong ngày mà kiếp khó tìm cầu, con đã nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tọa Như Lai ngày dài màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Thừa, kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ quyển 2, phẩm 1, suy nghĩ phần 2. Này Hiền Hộ, bây giờ ta cũng thực kế cho người kia nơi đời vị lai chắc chắn được thành Phật, hiệu là Đức Quang Minh Như Lai, ứng cúng đặng chánh giác cho đến Phật Thế Tôn. Này Hiền Hộ, tam buổi này ai sẽ chứng biết đệ tử của ta là Ma Ca Diếp, Bồ Tát Đế Thích Đức, Thiên Tử Tiện Đức và vô lượng các Bồ Tát khác đều đã tu tập chứng đắc tam buổi này? Đó là sự chứng biết. Thế nào là chứng? Đó là tam buổi không? Này Hiền Hộ, ta nhớ xưa kia có Phật Thế Tôn, hiệu là Tu Ba Nhật. Thời ấy có một người đi đến vùng đồng hoang vắng, bị đói khát khốn khổ đến nỗi hôn mê. Người ấy nằm mộng thấy được ăn đầy đủ các thức ăn ngon ngọt, ăn uống no đê không còn đói nữa, lúc thức dậy vẫn còn đói khát. Người này do đó liền nghĩ các pháp như vậy đều không hoàn toàn thật, cũng như những điều thấy trong mộng vốn tụi nó không thật. Khi nghĩ xem như vậy liền tỏ ngộ về nhẫn vô sinh, được không thoái chuyện đối với đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy này Hiền Hộ, có các Bồ Tát hoặc tại gia hoặc xuất gia, khi có chư Phật ở phương nào liền hướng về phương ấy, thành tâm đảnh lễ, hết lòng khao khát mong cầu được thấy Đức Phật kia, nên siêng năng suy nghĩ như vậy, là phải xem xét sắc tướng như vậy, cũng như đến hư không kia mà vị ấy thành tựu tưởng hư không, được an trụ trong suy nghĩ chân chánh như vậy. Trụ suy nghĩ rồi, được thấy Đức Phật kia có ánh sáng trong suốt như ngọc lưu ly, hình tướng đoan nghiêm đẹp đẽ như khối vàng ròng. Nghĩ nhớ như vậy, người kia thấy Như Lai cũng như vậy. Này Hiền Hộ, ví như có người bỗng nhiên từ nước mình đi đến nước khác, tuy ở phương khác nhưng thường nhớ nghĩ về quê hương nơi đất nước nơi mình đã từng thấy như vậy, từng nghe như vậy, từng nhớ nghĩ như vậy, từng hiểu biết như vậy, nhớ nghĩ lâu ngày nên nằm mộng tới đoạn hình mình đang ở quê nhà, đi đứng thấy nghe y như thuở trước. Về sau người này hướng về các quyến thuộc, nói đầy đủ các việc thế trong mộng, tôi thấy như vậy, tôi nghe như vậy, tôi làm như vậy, tôi được như vậy. Như thế này Hiền Hộ, nếu có các Bồ Tát hoặc tại gia hoặc xuất gia, khi nghe nói có Phật Thế Tôn ở phương nào đó, liền hướng về phương ấy thành tâm kính lễ, muốn thấy Đức Phật kia, tâm nhớ nghĩ chân chánh không loạn, liền thấy hình tướng Đức Phật kia, hoặc như lưu ly, hoặc như sắc màu vàng ròng, cũng y như trên. Này Hiền Hộ, với như có tỳ kheo tu pháp quán bất tịnh, thấy xác người lúc mới mất, hình sắc bắt đầu biến đổi, hoặc xanh, hoặc vàng, hoặc đen, hoặc đỏ, hoặc lúc đã phình trướng, hoặc đã thối rữa, máu mủ đều chảy tràn ra, trùng thú ăn thịt cho đến cuối cùng chỉ còn xương trắng như vỏ ốc. Có như vậy cho đến khi xương cốt tan rã, nhưng xương cốt tan rã đó sẽ đi đến đâu và sẽ đi về đâu chẳng biết, chỉ biết do tâm tạo nên trở lại quán nơi tự tâm mình. Như vậy này Hiền Hộ, nếu các Bồ Tát muốn thành tựu tam muội niệm Phật hiện tiền kia, thì dù ở đâu, trước tiên phải nên nhớ nghĩ mong cầu thấy Phật Thế Tôn, tùy theo nơi nghĩ như ấy liền thấy Như Lai. Vì sao? Vì do tam muội nên mới được thấy Như Lai. Để được thấy Phật có ba nhân duyên, đó là: một, nhờ vào tam muội này; hai, sự giáo hộ của Phật kia; ba, căn lành của mình được thành tựu. Đầy đủ ba nhân duyên này liền được thấy rõ chư Như Lai, ứng cúng đặng chánh giác. Này Hiền Hộ, như người tuổi trẻ khỏe mạnh, dung mạo đẹp đẽ, muốn xem hình mình đẹp xấu thế nào, thì hoặc dùng đồ đựng dầu trong, hoặc nước trong, hoặc lấy thủy tinh, hoặc gương sáng, dùng bốn vật này xem mặt của mình thì đẹp xấu sẽ hiện ra rõ ràng. Này Hiền Hộ, ý ông như thế nào? Hình tượng mà người kia thấy lúc hiện ra nơi bốn vật dầu, nước, thủy tinh, gương sáng trước đây có không? Bồ Tát Hiền Hộ thưa: dạ không. Hỏi: như vậy vốn không có sao? Đáp: dạ không. Họ nói là bên trong hay sao? Đáp: dạ không.
Hỏi vì nó ở bên ngoài, phải không? Đáp thưa không. Bà Thế Tôn, hình tượng ấy chỉ do các vật dầu, nước thủy tinh, hương sáng, trong sạch, không đục, không cặn, nên hiện ra bóng hình của vật khi đứng trước các thứ đó. Nhưng hình bóng đó không từ bốn vật kia mà có, cũng không phải từ nơi khác đến, cũng chẳng phải tự nhiên mà có, chẳng phải do người tạo ra. Nên biết hình bóng này không từ đâu đến, cũng không đi về đâu, không sinh, không diệt, cũng không có chỗ trụ. Khi Bồ Tát Hiền Hộ thưa đáp như vậy rồi, Phật liền bảo Bồ Tát Hiền Hộ: đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, các vật trong sạch, sắc màu sáng láng, hình bóng sẽ tự nhiên hiện ra, không cần phải làm gì. Bồ Tát cũng vậy, một lần suy nghĩ sẽ thấy các Như Lai. Thấy rồi liền trụ, trụ rồi hỏi nghĩa lý. Việc giải thích nên vui vẻ, liền suy nghĩ: Phật này từ đâu đến đây, và thân này của ta từ đâu mà có? Xem xét Như Lai ấy không có nơi đến, về đây đi. Thân ta cũng vậy, vốn không có chỗ xuất phát, làm sao có chỗ trở về? Người kia lại suy nghĩ tiếp: ba cõi này chỉ do tâm mà có. Vì sao? Vì tùy theo tâm nhớ, nghĩ nhớ mà trở lại tự xét tâm mình. Nay ta từ tâm mà thấy Phật, tâm ta làm Phật, tâm ta là Phật, tâm ta là Như Lai, tâm ta là thân ta, tâm ta thấy Phật, tâm không biết tâm, tâm không thấy tâm. Tâm có tưởng nhớ liền tạo ra sinh tử. Tâm không tưởng nhớ tức là niết bàn. Các pháp không chân thật, tư tưởng là do duyên khởi. Tư mà diệt thì tưởng cũng không. Lời Hiền Hộ, ông nên biết các Bồ Tát Chư Tam Muội này mà chứng đắc đại Bồ Đề. Phẩm 2, thực hành Tam Muội. Bây giờ Đức Thế Tôn lại bảo đại Bồ Tát Hiền Hộ: này Hiền Hộ, nếu các đại Bồ Tát thực hành đầy đủ bốn pháp thì có thể được Tam Muội hiện tiền này. Thế nào là bốn? Một, tính tâm không hoại. Hai, không phá bỏ tinh tấn. Ba, trí tuệ thù thắng. Bốn, thân cận bạn lành tri thức. Này Hiền Hộ Bồ Tát, nơi đầy đủ bốn pháp như vậy thì thành tựu được Tam Muội hiện tiền. Này Hiền Hộ, đại Bồ Tát cũng là cái bốn pháp, nếu tu hành đầy đủ thì sẽ thành tựu được Tam Muội hiện tiền. Những gì là bốn? Một, dù chỉ trong mộng, trong một khoảng sát na, cũng không được quên chúng sinh. Hai, trong ba tháng không lúc nào ngủ nghỉ. Ba, ba tháng đi kinh hành, trừ khi đại tiểu tiện. Bốn, lúc ăn, bố thí đúng pháp, không cầu danh lợi, không mong phước báo. Này Hiền Hộ Bồ Tát, hành trì đầy đủ bốn pháp như vậy thì có thể thành tựu Tam Muội hiện tiền. Này Hiền Hộ, đại Bồ Tát là còn có bốn pháp, nếu thực hành đầy đủ thì có thể thành tựu Tam Muội hiện tiền. Những gì là bốn? Một, khuyên người khác thấy Phật. Hai, dạy bảo người nghe pháp. Ba, tâm không ganh ghét. Bốn, khuyên người khác phát tâm Bồ Đề. Này Hiền Hộ, mà thực hành đầy đủ bốn pháp như vậy thì thành tựu Tam Muội hiện tiền. Này Hiền Hộ, đại Bồ Tát lại còn có bốn pháp để thành tựu Tam Muội. Những gì là bốn? Một, tạo hình tượng Phật, khuyên bảo người cúng dường. Hai, ghi chép kinh này để cho người khác đọc tụng. Ba, đối với chúng sinh khinh thường pháp và dạy bảo làm cho họ phát tâm. 4. Hộ trì chánh pháp làm cho chánh pháp được trụ lâu ở đời. Này Hiền Hộ, đó là bốn pháp. Bồ Tát nếu thực hành đầy đủ sẽ được thành tựu được Tam Muội hiện tiền. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn làm rõ nghĩa này nên nói kệ. Các ông nên trụ trong pháp Phật, chớ che giấu pháp của ta dạy. Cần niệm tinh tấn trừ miên cái. 3 tháng không ngồi chỉ kinh hành. Khi thọ thực lấy pháp cho người, ca ngợi pháp chư Phật tối thượng, không cầu tiếng khen và lợi dưỡng, không vướng mắc nên được định này. Cho nên ganh ghét và sân giận, nghĩ cách giải thoát tâm ham muốn. Người ưa Tam Muội cầu được trụ, siêng năng không lười biến mới được. Sắc vàng trong phước tướng trang nghiêm,
đẹp đẽ tròn đầy như hoa nở. Thế gian thích nhìn thân ánh sáng, thường thấy chư Phật ngay trước mắt. Chư Phật từ xưa tới vị lai là bậc tối thắng trong loài người. Các ông một lòng cung kính lễ, cũng thường để tâm lo cúng dường. Nếu ông cúng dường chư Phật ấy, nên dùng hương hoa và hương xoa, tuệ thí ăn ngon khởi tâm tịnh, chuyến thăm bụi này thật chẳng khó. Trước tháp chư Phật tấu âm nhạc, đổ các tiếng chuông, trống, cồng, chiên, vui mừng tục vật khó lường xét, ác sẽ thành tựu tam muội này, khuyên tạo tượng thân Phật, thân bậc tối thắng, tướng viên mãn đẹp đẽ trang nghiêm, ánh sáng sắc vàng không gợn bẩn, chứng tam muội này chẳng có gì, thường xuyên tu hành pháp bố thí, giữ gìn giới cấm và đa văn, tinh tấn dũng mãnh trừ biến nhát, đắc tam muội này không bao lâu. Không tâm độc hại với người khác, xa bỏ các dục ở thế gian, thực hành từ bi với tất cả, chứng tam muội này ngay tại hiện tiền, thường tùy hỷ đối với pháp sư, tôn trọng cung kính như chư Phật, chứ có khinh mạng và keo kiệt, vui vẻ cúng dường trừ khinh ghét, vô lượng chư Phật đều ca ngợi, ông hãy xin cầu sẽ chứng được. Thế Tôn ân cần giảng pháp này, vì là diệu pháp để hành theo. Phẩm ba thấy Phật bấy giờ Đức Tôn lại bảo Bồ Tát Hiền Hộ: Này Hiền Hộ, nếu các đại Bồ Tát muốn được thành tựu tam muội này, phải đối với vị pháp sư ấy tưởng như là chư Phật, tỏ lòng tôn trọng, không sinh tâm kiêu căng tự mãn cho đến không có tranh đua, chống trả, trái nghịch. Sau đó, đối với tam muội tùy thắng này, xin tu học thì mới có thể chứng được. Này Hiền Hộ, người nào đối với vị pháp sư hoặc tỳ kheo ấy thuyết pháp mà sinh tâm không tốt, trái nghịch, tranh đua, lăng nhục, không trong sạch, cho đến không có ý tưởng xem như là chư Phật, thì dẫu có tu hành, rốt cuộc cũng không thể chứng đắc tam muội nhiệm màu này. Ai mà chứng được thì không có việc này. Này Hiền Hộ, với như hư không trong lặng, không có mây che, ngày mắt sáng vào đêm tánh gián, ngước nhìn lên hư không sẽ thấy một cách rõ ràng vô số ngôi sao ở các vị trí khác nhau, hình sắc khác nhau. Cũng vậy này Hiền Hộ, để Bồ Tát suy nghĩ, xem xét hư không và tánh của các pháp kia, do thành tựu của tưởng nên thấy chư Như Lai. Việc này cũng vậy. Bồ Tát kia khi xem phương đông, thấy các đức Phật, thấy cả trăm đức Phật, thấy cả ngàn đức Phật, thấy cả trăm ngàn đức Phật, thấy cả ức đức Phật, thấy cả ức trăm ngàn đức Phật, thấy cả ức vô số trăm ngàn đức Phật. Không phải ý mình muốn mà tự nhiên thấy trước mắt. Bồ Tát ấy đã xem xét tưởng nhớ đến phương đông, rồi tiếp đến phương nam, phương tây, phương bắc, bốn góc trên dưới, khắp mười phương thế giới đều thấy chư Phật. Nghĩa là thấy cả trăm đức Phật, tất cả ngàn đức Phật, tất cả trăm ngàn đức Phật, tất cả ức đức Phật, tất cả ức trăm ngàn đức Phật, thấy cả ức vô số trăm ngàn đức Phật, nhưng đều không phải do dụng công mà hiện ra ở trước mặt. Này Hiền Hộ, như cõi của Đức Phật A Di Đà, Như Lai ứng cúng đặng chánh giác kia, các Bồ Tát sinh vào cõi ấy. Vào ngày thứ nhất, xem xét phương đông thấy nhiều đức Phật, tất cả trăm đức Phật cho đến tới cả ngàn ức vô số đức Phật. Sau đó vào ngày thứ hai, xem xét phương nam cũng vậy, cho đến mười phương cũng đều như thế. Như vậy này Hiền Hộ, nếu đại Bồ Tát thành tựu tam muội Bồ Tát chư tư duy chư Phật hiện tiền, thì Bồ Tát ấy ở trong nước mình xem xét mười phương cũng thấy các đức Phật, cả trăm đức Phật cho đến tới cả trăm ngàn ức vô số đức Phật. Này Hiền Hộ, cũng giống như các Như Lai đã thành tựu mất Phật rồi, thì đối với tất cả mọi nơi chốn đều biết hết và thấy hết. Cũng vậy này Hiền Hộ, nếu đại Bồ Tát nào đã thành tựu tam muội Bồ Tát tư duy nhất thiết chư Phật hiện tiền, thì tự nhiên viên mãn bố thí ba la mật, địa giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, tiền định ba la mật, trí tuệ ba la mật, cho đến viên mãn tất cả các công đức của Bồ Tát. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ tụng để làm rõ lại nghĩa này. Như đêm thanh vắng không mây mù, người mắt sáng nhìn lên hư không, thấy hơn trăm ngàn các ngôi sao, biết rõ hết không sót sao nào. Bồ Tát cũng vậy, đắc định rồi, thấy được vô lượng ức ngàn Phật. Sau khi ra khỏi tam muội này,
giải pháp tối cao cho đại chúng. Do ta nhờ mắt Phật trong sáng, thế cả thế gian không chướng ngại. Pháp môn Bồ Tát là con Phật, ra khỏi tam muội quán tối thắng. Dùng vô tướng nghĩ nhớ Như Lai, đã thấy mười phương các đẳng giác, trời phiền não độc hại các tưởng. Ông lắng nghe công đức Bồ Tát, lắng nghe pháp ấy tâm trong mát, nhập nơi vắng lặng không hề sợ. Cho ta hôm nay nói pháp này, vì khiến chúng sinh chứng Bồ Đề. Như các Bồ Tát an vui kia, thấy vô lượng chư Phật Thế Tôn, Bồ Tát vào suy nghĩ cũng vậy, cùng thấy cả trăm ngàn điều ngự. Cái thì kheo này riêng A Nan, khi ta nói ra ghi nhận hết. Bồ Tát như vậy được tam muội, nghe tất cả pháp để tụng trì, thành tựu tánh thiện được tam muội, bỏ tất cả ngôn ngữ thế gian, dùng từ bi trí tuệ thuyết pháp, ác sẽ đến địa tịch tịnh ấy. Phẩm 4. Niềm tin ngay thẳng. Bây giờ Đức Thế Tôn lại bảo Bồ Tát Hiền Hộ: Này Hiền Hộ, các đại Bồ Tát nào mong cầu tam muội quý báu ấy, nên dũng mãnh siêng năng tinh tấn, tự nhiên mau được nhập vào tam muội này. Này Hiền Hộ, ví như có người đi thuyền lớn về biển cả, tự ý chở đầy cho báu tốt đẹp, vượt qua được tất cả các chỗ khó khăn, sắp đến bờ thì thuyền bỗng nhiên tan vỡ, cho báu chìm hết ngay lúc ấy. Người nơi cõi Diêm Phù Đề sẽ kêu la rất là đau khổ, vì đã mất hết cho báu vô giá như thế. Này Hiền Hộ, nó có thiện nam thiện nữ cũng là như vậy, nghe tam muội báu thù thắng này mà không thể ghi chép đọc tụng hay thọ trì, cũng không thể suy nghĩ như pháp để an trụ. Này Hiền Hộ, nên biết lúc ấy tất cả thiên thần khắp thế gian cũng đều có tiếng than lớn vô cùng đau khổ: các chúng sinh này thật đáng thương xót, tại sao đối với tam muội châu báu thù thắng của chư Phật Thế Tôn này tất cả chư Phật đều ca tụng, đó là ấn chứng của tất cả chư Phật. Tất cả chư Phật đều lấy đó để dạy bảo, là công đức tối thượng của tất cả chư Phật, là sự thành tựu đầy đủ, viên mãn không thiếu sót. Bồ Tát nghe rồi còn phải mong cầu, thế mà các chúng sinh này lại xa lìa, không chịu ghi chép, không ưa đọc tụng, không thể ghi nhận giải thích nghĩa lý, không thể suy nghĩ để an trụ như pháp. Chúng sinh buông lung biến nhát như vậy, đời sau ác sẽ chịu tổn dạo lớn. Này Hiền Hộ, thế nào là chúng sinh bị tụng giảm? Nghĩa là đối với tam muội báu này, nghe rồi mà xa lìa, không chịu ghi chép đọc tụng thọ trì, không chịu giảng giải tư duy về nghĩa lý, không ăn trú như pháp để chuyên tâm tu hành, tiêu tán hết công đức, đó là tổn giảm. Này Hiền Hộ, như chúng sinh xấu ác, ví nhất ấy mà đạt được lợi ích ở trong giáo pháp này là điều không thể có. Này Hiền Hộ, ví như có người cầm chiên đàn đỏ đưa cho người ngu si nhưng người kia vì ngu si nên đối với hương chiên đàn là tưởng là vật sủi. Lúc ấy người có trí bán hương chiên đàn bảo người ngu si: ông không nên đối với hương chiên đàn thơm này tưởng là vật hôi thối. Vì sao? Vì chiên đàn này là vật tinh khiết có hương thơm bậc nhất, sao ông lại cho là hôi? Nếu không tin, trước tiên ông phải nên ngửi thử xem nó thối hay thơm, và dùng mắt sáng xem xét chiên đàn này, màu sắc, ánh sáng, hình thể, dày, mỏng, đẹp, xấu thế nào. Tuy nghe người trí dùng nhiều lời khen ngợi như vậy, nhưng người ngu kia nhiễm ở mũi nó càng thêm ghét, lấy tay bịt mũi không chịu ngửi, nhắm mắt không chịu nhìn. Như vậy này Hiền Hộ, và đời sau cũng sẽ có tỳ kheo xấu ác ghét bỏ kênh này. Việc ấy cũng vậy, những người xấu ác kia không biết tu tập về thân, giới, tâm, tuệ, ngu si, không trí, giống như dê trắng, lần thần, ngang ngạnh, xấu xí. Các người xấu ác kia bị ít phước, nên tuy được nghe tam bộ chánh niệm chư Phật hiện tiền như vậy, nhưng không biết cách ghi chép, không thể đọc tụng, không thể thọ trì, không thể tư duy, không thể ca tụng, thuyết giảng cho người, là cũng không thể phát sinh tùy hỷ, thì làm sao tu hành theo như lời dạy được. Người xấu ác kia mà thực hành đúng theo lời dạy là điều không thể có. Mặt khác, nghe rồi trở lại phỉ báng hoàn toàn không có lòng tin cho đó là chân tập. Tuy nghe giảng nói nhiều, nhưng rốt cuộc
không hiểu gì cả, là còn bảo pháp này chỉ là lý lẽ vô nghĩa, hoàn toàn là việc thần dị khác lạ. Lại thêm lời dạy thái quá, ngôn từ trau chuốt, muốn lừa dối thế gian mới tạo ra kinh điển như thế. Đâu thể so sánh với các kinh do bậc thánh giả A Nan thuật lại. Các tỳ kheo đời này đều nói về các kinh như vậy cả. Và lúc khác lại bảo, kinh này chẳng phải là do Phật nói, chỉ do người xấu tự tạo ra văn chương dối nói là kinh thôi. Này hiền hội nên biết, người xấu ác như vậy thường xa lìa của báo tốt đẹp không gì hơn này. Giống như người ngu kia thấy gỗ hương thơm lại che mắt, bệt mũi không muốn nhìn ngửi. Này hiền hội như vậy, với người ngu ác kia nghe kinh tốt đẹp và tâm bụi báo này thì không muốn ghi chép, không ưa đọc tụng, không ghi nhớ, gìn giữ, không thể giả nói, nghĩa là không có tâm cần củi, không muốn nghe pháp. Lời nói này hiện hộ, ví như có người bán ngọc mani, người ngô sĩ thấy ngọc báo kia, liền hỏi, này ông, ngọc báo này giá trị như thế nào? Người chủ ngọc đáp, ông nên biết ngọc báo này là quý nhất, thế gian không gì sánh bằng, cũng chẳng thể tạo ra được, hay dùng giá trị của thế gian mà luận bàn được. Tôi chỉ nói sơ về công năng, oai đức và giá trị của ngọc báo này, để ông nghe qua, nếu ông muốn biết ánh sáng của ngọc báo này tỏa chiếu gần xa bao nhiêu, thì ông nên lấy vàng đồng rải khắp khu đất này, lúc ấy ông sẽ biết. Nghe nói như vậy, người ngu si kia liền cười lớn và cho ngọc báu mani là không có giá trị. Cũng vậy này hiền hộ, và đời sau cũng sẽ có các tỳ kheo xấu ác nghe trong kinh đàn đoạn này nói về tam bụi báu, thù thắng thì không tin, lại chê cười phỉ báng. Nhưng cũng có những tỳ kheo tính căn sâu dày, trở căn sắc bén, đối với các Như Lai đời quá khứ đã từng gần gũi hầu hạ, lắng nghe chánh pháp, tu tập các căn lành đúng như lời dạy. Chưa vị ấy nghe tam bụi Bồ Tát Tư Duy, chưa Phật hiện tiền của Bồ Tát này, liệu có thể đọc tụng suy nghĩ về nghĩa lý, giảng thuyết cho người, làm lợi ích khắp thế gian, nghĩa là lưu truyền rộng khắp, phát sinh lòng tin sâu xa và trí tuệ lớn, thành tựu chân chánh, đầy đủ oai nghi, thường hành hổ thẹn, sợ hãi tội lỗi, giữ gìn giới cấm, không tự hưởng các dục tinh pháp sâu xa, hay nghe và ghi nhận. Được trí nhẫn thâm diệu, thường hành từ bi, nhờ tính căn sâu bền như vậy đã đạt được tam muội. Được tam muội rồi đi khắp các cõi nước giảng thuyết, giải thích nghĩa lý cho người, luôn phát nguyện, nguyện cho kinh điển thâm diệu Bồ Tát niệm tam muội Bồ Tát niệm Phật của Bồ Tát này được lưu truyền rộng khắp, luôn có mặt ở thế gian. Và có chúng sinh căn lành mỏng, phước đức ít, quá khứ chưa từng gần kề cho Phật được cúng dường hầu hạ, lắng nghe chánh pháp, chỉ vì lòng tự kiêu quá lớn, để cho những ganh ghét dẫn dắt lợi dưỡng che lấp tiếng khen lôi kéo, nên buông lung không giữ gìn giới, thường loạn tâm, không tu thiền định, sẽ lệ kinh điển chánh giáo, không cầu rộng rộng, chưa gặp thầy lành, chưa gặp bạn ác. Những người này nghe tam bụi ấy liền khinh chê phỉ báng, không có lòng tin, cho đó là không thật, chỉ do chi tánh ngu mê, không chịu mở mang hiểu biết, là nói kinh điển này chẳng phải do Phật giảng nói, mà do các tỳ kheo căn cơ trì độ ở thế gian ngu si tà kiến tự tạo ra. Chú trọng về văn chương cho chú câu chữ, hoặc ở giữa đại chúng nói ra như vậy, hoặc bảo các người nên biết kinh điển ấy chẳng phải do Phật nói. Người ngu si này đã không biết gần kề chư Phật Thế Tôn, không gieo căn lành, không cúng dường, mà còn gần gũi bạn xấu, làm các việc ác, nên biết người này sẽ lìa pháp báu cao tột, vô cùng tốt đẹp và sâu xa, vĩnh viễn mất đi pháp lợi bậc nhất không gì hơn được. Phật bảo hiền hộ, ta bảo ông hôm nay ta ở trước đại chúng còn đủ phạm sa môn bà la môn chư thiên người Atula trong tất cả thế gian, và nói ta mỗi ví dụ này, thì nam thì nữ nào nghe rồi vui vẻ làm theo, như là đọc tụng, thọ trì, suy nghĩ, tin hiểu đúng sự thật, nói ra lời, đó chính là thật là lời, chứ Phật giả nói. Nên biết, gã tích tụ được phước đức, không thể nghĩ bàn.
Này thiên hộ, hoặc lại có các thiện nam thiện nữ đem đủ các loại châu báu đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới cúng dường tất cả chư Phật Như Lai ứng cúng đảng chánh giác, thì sẽ được công đức vô cùng lớn lao, nhưng không bằng hành trì kinh này. Phước đức trước so với phước đức của việc thọ trì kinh trăm ngàn vạn lần không bằng một phần, cho đến vô lượng chư Bi A Tăng Kỳ phước đức kia cũng không bằng một phần. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn làm rõ nghĩa này nên nói kệ: người ngu lầm quanh co, căn buông thả không thuần, bị bạn ác làm hại, không có tâm chánh tín, phá giới gây tội lỗi, vướng mắc vào ngã mạng, họ đều cho kinh này, chẳng phải chư Phật nói. Các kinh điển như vậy chẳng cho Pháp Vương dạy, họ tự ý bảo cho, tại sao có thể nói? Nếu thấy đại điều ngự, Thế Tôn phóng ánh sáng, ta giảng thuyết cho họ, họ cũng có thể nói. Hoặc đối với kinh này, nghe rồi vui vẻ theo, người ấy không nghi ngờ, cho đó là Phật nói. Như có giới thanh tịnh, thấy rõ điều được thấy, phát tâm kính trọng Pháp, ta sẽ giảng Pháp này. Nếu đem ba, đem báu ba ngàn, cúng dường cho Như Lai, mong cầu Đại Bồ Đề, Phật ấy không thể nói. Nếu có cái tỳ kheo định này, Phật nói ra, người nghe phát tĩnh tâm, phước này hơn phước trước. Phẩm năm thọ trì. Bây giờ Đức Thế Tôn là bảo Bồ Tát Hiền Hộ: này Hiền Hộ, trong chúng đây có người đang ở trước ta, nghe ta giảng nói tam muội này. Sau khi ta diệt độ, sẽ ra nơi nào lại được nghe tam muội báu ấy? Tuy là nghe nhưng không tin, phỉ báng, kinh chê, thì kẻ đó đã xa lìa bạn lành, theo gần bạn ác. Này Hiền Hộ, là có người được ở chỗ người thiện, nghe tam muội kinh điển rất sâu xa, rất tốt đẹp này, còn không phát sinh lòng tin, không cho là chân thật, không thể hiểu rõ, huống gì là ở chỗ người ác mà nghe kinh điển này, làm sao có thể sinh lòng tin tưởng và hiểu rõ? Vì sao này Hiền Hộ? Vì lời dạy của chư Phật Như Lai là khó tin, trí tuệ của chư Phật Thế Tôn là khó nhận biết. Này Hiền Hộ, nếu thành tựu được tam muội này, sau đó vào đời vị lai mới có thể cùng với chúng sinh làm tăng trưởng Pháp Phật. Này, lại nữa này, Hiền Hộ, cũng có các đại Bồ Tát hoặc tại gia hoặc xuất gia, nghe tam muội này đều không sợ, không kinh hãi, không hối hận, không thoái lui, không phỉ báng, không chê bai, nghe rồi tùy ý vui vẻ, phát sinh lòng tin kinh, cho đấy là chân thật, không còn vướng nghi ngờ, đọc tụng thọ trì, suy nghĩ về nghĩa lý. Này Hiền Hộ, những người như vậy Thế Tôn đều thấy, đều biết, đều hiểu rõ. Này Hiền Hộ, có các Đức Phật Thế Tôn làm sao thấy được thiện nam thiện nữ này, làm sao biết, làm sao hiểu rõ? Này Hiền Hộ, nếu có thể đọc tụng tọa trì suy nghĩ về môn tam muội này, thì người đó hoàn toàn không làm ác, không phá giới thanh tịnh, không hủy hoại chánh tín, không vào đường tà. Này Hiền Hộ, có các thiện nam thiện nữ này nhất định có đức tin sâu dày về tư duy thành tựu, có thể phân biệt được chỗ suy nghĩ trọn nên, ở trong pháp ấy đầy đủ lòng tin, tôi có thể đọc tụng ghi nhận pháp này. Hiền Hộ nên biết, người này nhất định không mong cầu công đức nhỏ, cũng không gieo trồng căn lành mỏng. Này Hiền Hộ, thì nam thì nữ ấy sinh ra ở chỗ nào, dù có thiếu thốn vật dụng nhưng các căn lành thì rộng lớn không nhỏ. Này Hiền Hộ, đó là các thiện nam thiện nữ đã ở chỗ Như Lai vào đời quá khứ tu hành, cũng vừa gieo trồng các căn lành. Này Hiền Hộ, ông nên biết, cái vị này chẳng phải ở chỗ một Đức Như Lai tu hành cũng vừa gieo trồng các căn lành, cũng chẳng phải ở chỗ 2, 3, 4, 5 cho đến 10 Đức Như Lai gieo trồng các căn lành, cũng chẳng phải ở chỗ trăm ngàn ức vô số các Đức Như Lai gieo trồng các căn lành. Này Hiền Hộ, ông nên biết, cái thiện nam thiện nữ này vào thời quá khứ đã ở chỗ trăm ngàn vô lượng vô biên các Đức Như Lai tu hành, cúng dường gieo trồng các căn lành, mới nghe được tam muội niệm Phật hiện tiền này, nghe rồi phát sinh lòng tin sâu xa, hiểu rõ, cho là chân thật, không còn nghi ngờ, được nghe rồi lại thích muốn ghi chép đọc tụng tọa trì, cho đến giảng giải rộng rãi nghĩa lý cho người khác. Vì sao vậy? Này Hiền Hộ, vì các thiện nam thiện nữ này đã rất đỡ nơi các Đức Như Lai lãnh hội tam muội này và đọc tụng tọa trì. Do ý nghĩa này nên sau khi Như Lai diệt độ, do đời mạt pháp năm trăm cuối, khi chánh pháp sắp diệt,
Lúc chánh pháp sắp hoại, trở lại được nghe tam bụi này, nghe rồi phát sinh lòng tin xấu xa, không kinh sợ, nghi ngờ, không đổi lui, không mất, là còn phát sinh ít niềm vui lớn tràn đầy thân tâm. Đọc tụng, tọa trì, suy nghĩ, ý nghĩa, lý, giải thích cho người khác nghe để tu hành, dù chỉ trong một ngày, một đêm. Này hiền hộ, nếu có người nào nghe tam bụi này mà không kinh sợ, cũng không thoái mất, không phỉ báng, nghe rồi liền vui vẻ, cho là chân thật. Biết suy nghĩ phân biệt làm cho tâm ý hiểu rõ, có thể chỉ làm cho người khác tạm thời khen ngợi là đã được phước đức lớn lao không thể lường tính, huống gì là có thể đọc tụng thọ trì. Siêng năng suy nghĩ và thực hành giảng giải rộng rãi cho người khác, dù chỉ trong một ngày, một đêm. Này hiền hộ, ông nên biết những thiện nam thiện nữ đó, nhân việc này mà đạt được hơn vô lượng A Tăng Kỳ công đức lớn, mong được an trụ ở quả vị bất thoái chuyển, tùy theo ý nguyện trong mong muốn điều gì thì liền được thành tựu. Này hiền hộ, việc này là như vậy. Này ta vì ông nói thêm ví dụ để làm rõ nghĩa ấy. Này hiền hộ, ví như có người đem tất cả đại địa trong tam thiên đại tiên thế giới này tán nhỏ thành bụi, lại lấy tất cả cây cỏ, cành, lá, không kể lớn nhỏ, cô đem tán nhỏ thành bụi. Lúc ấy, người kia lấy một hạt bụi trong đống bụi đó, phá hủy cho nhỏ ra thành nhiều hạt bụi theo số lượng như ở trên. Sau đó lại lấy tất cả hạt bụi ấy lần lượt phân nhỏ ra thành như số hạt bụi lúc đầu. Này hiền hộ, ý ông thế nào? Số hạt bụi này có nhiều chăng? Bồ Tát hiền hộ đáp: Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Phật nói: Này hiền hộ, nếu có thiện nam thiện nữ nào đem châu báu đầy khắp trong vô số cõi Phật nhiều như số hạt bụi ở trên để bố thí, thì này hiền hộ, ý ông thế nào? Thiện nam thiện nữ kia được phước đức có nhiều không? Bồ Tát hiền hộ đáp: Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Như thế nào thiện nữ ấy? Do việc này mà đạt được phước đức là vô lượng vô biên A Tăng Kỳ, vượt hơn số lượng kia. Phật lại bảo: Này thiện hộ, ta nói cho ông rõ, nếu các thiện nam thiện nữ đến bảy báu đầy khắp các cõi Phật nhiều như số hạt bụi nó ở trên để bố thí, thì được phước đức nhiều như vậy. Lại có thiện nam thiện nữ nghe tam bụi niệm Phật hiện tiền này, liền sinh tâm tin tưởng vui vẻ, phân biệt cho là chân thật, tâm ý hiểu rõ, đọc tụng thọ trì cho đến tạm thời và nói cho người khác, thì cái thiện nam thiện nữ đó được phước đức nhiều hơn phước đức bố thí ở trước đến vô lượng vô biên, không thể tính đếm, không thể nêu số, không thể nghĩ lường. Này hiền hộ, thiện nam thiện nữ ấy nghe tam bụi liền tùy ý vui vẻ, chỉ thầm thời và nói cho người khác, còn được vô lượng vô biên phước đức. Huống gì là cái thiện nam thiện nữ đối với kinh điển nói về tam bụi này, nghe rồi tin theo, tin rồi ghi nhận rồi giảng thuyết, như giảng thuyết mà thực hành. Bây giờ, Đức Thế Tôn muốn làm rõ lại nghĩa này nên nói kệ. Đem bảy báu đầy khắp thế giới, thực hành bố thí cho tất cả. Ta nói phước ấy tuy là nhiều, không bằng công đức do nghe kinh. Bồ Tát vì cầu nhiều phước đức, tin hiệu đọc tụng và suy nghĩ, giảng thuyết tu hành tam bụi này, được phước còn nhiều hơn phước kia. Tam thiên thế giới tán thành bụi, một bụi lại phân nhiều vô số, đem cho báu đầy khắp các cõi, nhiều như bụi ấy mà bố thí. Kinh tâm bụi chư Phật đã thuyết, đem giảng cho người một bài kệ, ta nói người này được công đức hơn người thí kia không thể lường. Nếu giảng thuyết đầy đủ cho người, thời gian một lần vắt sữa bò, suy nghĩ rộng thêm các căn lành, huống là lâu dài, phước vô lượng. Tất cả chúng sinh đều làm Phật, chung cảnh tịnh tuệ chứng như vậy, giả sử ở trong vô số kiếp, kệ này, phước nói không cùng tận, thế gian chư Phật đều đã diệt, trong vô số kiếp thường giả nói, phước đức kia cũng không cùng tận. Kinh kệ bốn câu duyên sâu dày, tất cả thế giới có những gì, bốn phương trên dưới và bốn góc, cho báu đầy khắp đêm cho người, chỉ cầu phước lớn dân chư Phật.
Công đức ấy khó có thể lường, so sánh với rất nhiều thế giới. Người nghe ghi nhận tam muội này, khéo giảng thuyết, phước còn hơn trước. Với việc này, người nào không nghi, thì với các pháp cũng hiểu rõ, người đó dứt tuyệt các đường ác, có thể nhập tam muội thắng tịnh. Nếu người đó thường cúng dường ta, sẽ được nhiều phước không thể bàn, học rộng, tăng trưởng, chứng bồ đề, do chư Phật khen ngợi các định. Nếu ta thành Phật nói với ông, và nên tinh tấn chứ buông lung, một lòng vui mừng phát nguyện lớn, tất nhiên mau chứng quả bồ đề. Người kia cúng dường hàng trăm Phật mới thọ trì được tam muội này, giả sử đời sau lúc sợ hãi, sẽ mau tự chứng định chí chịu. Nếu ai thấy ta các tỳ kheo cùng các bậc đại sĩ hiền hộ, Bồ Tát ưa học rộng như vậy, nhất định sẽ được tam muội này. Nếu người nào nghe tam muội này, ghi chép hoặc giảng nghĩa cho người, đà lên nơi này, Thế Tôn khen, có thể chứng đắc Bồ Đề Phật. Nếu ai khéo nghĩ tam muội ấy, tất cả chư Phật đều khen ngợi, được dòng họ tốt và học rộng, như Phật tới lớp mà giảng nói. Phẩm 6 quan sát. Phần 1. Bây giờ Đức Thế Tôn là bảo Bồ Tát hiền hộ. Này hiền hộ, các đại Bồ Tát nào muốn suy nghĩ về tam muội này thì nên suy nghĩ như thế nào? Này hiền hộ, các đại Bồ Tát kia muốn suy nghĩ phải nên suy nghĩ như thế này. Như hôm nay Thế Tôn ta đang giảng nói chánh pháp cho đại chúng trời người. Này hiền hộ Bồ Tát nên một lòng suy nghĩ như vậy. Các đức Phật Như Lai ngồi tòa sư tưởng giảng nói chánh pháp, thành tựu đầy đủ tất cả tướng thù thắng, trang nghiêm tốt đẹp bậc nhất, mọi người ưa nhìn không chán. Quan sát các tướng tốt của bậc đại nhân như vậy, đối với mỗi tướng tốt nên phải hết lòng, thì liền được thấy rõ các đức Như Lai ứng cúng đang chánh giác. Đã được thấy rồi nên đến trước thưa hỏi về đảnh tướng bất kiến. Thưa hỏi rồi, sau đó lần lượt quán khắp các tướng để được nhận biết rõ ràng. Quan sát như vậy rồi lại suy nghĩ, cái tướng của chư Phật Như Lai thật là tốt đẹp ít có. Ta nguyện vào đời vị lai cũng được thành tựu đầy đủ các thân tướng tốt đẹp như vậy. Ta nguyện ra đời vị lai cũng được giới cấm thanh tịnh đầy đủ oai nghi như vậy. Ta nguyện đời vị lai cũng đạt được đầy đủ tam muội như vậy. Ta nguyện vào đời vị lai cũng được đầy đủ trí tuệ ấy. Ta nguyện vào đời vị lai cũng được đầy đủ giải thoát này. Ta nguyện vào đời vị lai cũng được đầy đủ giải thoát tri kiến này. Ta nguyện vào đời vị lai thành tựu tròn đủ các thân tướng này rồi, liền thành được thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đã thành Phật rồi cũng sẽ ở trong đại chúng trời người kia và nói đầy đủ về chánh pháp vi diệu này. Bồ Tát quan sát trọn vẹn về chư Phật Như Lai như vậy, cho đến thành tựu được tất cả rồi là phải thực hành những suy nghĩ như vậy. Trong đây, người nào là ta, cái gì là pháp của ta? Ai có thể thành tựu quả bồ đề của chư Phật là thân chứng được hay là tâm chứng được? Nếu là thân chứng được thì thân này phần khí chất là không hiểu, không biết, giống như cây cỏ đá gạch ảnh trong gương. Còn quả bồ đề kia thì không sắc, không hình dáng, cũng chẳng phải ảnh tượng, chẳng có tướng, không thể thấy biết, không thể tiếp xúc, chứng được. Vậy tại sao lại dùng thân khí chất không biết, không thấy, không hiểu rõ, không phân biệt, không tạo tác mà được quả bồ đề? Quả bồ đề này đã không hình sắc, chẳng phải tướng, chẳng phải ảnh tượng, không thể thấy biết, không thể tiếp xúc được. Ai ở trong đó mà thực hành chứng đắc? Nếu tâm chứng được thì tâm này vô sắc, không thể thấy, tâm này không hình tướng, không thể biết, tâm này giống như huyền hóa. Còn quả bồ đề thì cũng vậy, không sắc, không thể thấy, không tướng, không thể biết, vô lậu, vô bi, giống như huyền hóa, làm sao có thể chứng được? Làm sao có thể hiểu biết mà nói thân hay tâm chứng được quả bồ đề? Khi quán như vậy, đại Bồ Tát kia phân biệt rõ ràng thân tướng này không chứng được quả bồ đề, còn biết tâm này không chứng được quả bồ đề. Vì sao? Vì các pháp không có lấy sắc chứng đắc, lấy tâm chứng đắc, chứng tâm. Tuy nhiên đối với lời giảng thuyết kia,
biết tất cả pháp là không, không sắc, không hình, không tướng, xa lìa phiền não, không thể quán thấy, không có chứng biết, chẳng phải cũng chẳng phải không chứng. Vì sao? Vì tất cả cho Như Lai thân không còn phiền não. Lại nữa, các Như Lai thân xa lìa phiền não nên tâm cũng xa lìa phiền não. Các Đức Như Lai tâm xa lìa phiền não nên sắc cũng xa lìa phiền não. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Thừa Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ Quyển 2. Nguyện đem công đức này hồi hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc Tịnh Độ, trở nên bốn ân nặng dưới quốc khổ ba đường. Nguyện cho tất cả chúng sanh, con và chúng sanh đều an trụ trong câu hầm danh Nam Mô A Di Đà Phật, đồng nguyện vãng sanh tâm sanh cực lạc, đồng kiến với đà, đồng ngộ chúng sanh, đồng thành Phật đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.